trời. Mấy bữa canh mua bánh mì đây mà hết rồi. Để quay lại đây. Mấy bữa qua đây mấy lần qua đây mà mua phải hết mì không, mà nay mới thấy mì á. Nay có nè anh Phong mà. Ờ có, nay có mà. Lấy anh nổ đi. Đúng rồi, quay giới thiệu cho bạn bè tới nó ăn á. Tại cái quận này thấy cái mình chỗ em bán mày Tây Nguyên chứ đâu có chỗ nào khác bán đâu. Ủa cái lò này là để nướng bánh mày, nướng cái thịt hay nướng bánh mày? Nướng thịt hả? Ủa nướng nướng à, nướng thịt nướng mày cũng được hả, hay vậy? Mà nướng giống nò lò này nồi thì nó lẹ hơn sao? Dạ. Đây làm thấy cũng chất lượng quá ha. Mấy bữa 10 giờ nó qua mà cũng chưa có bánh mì nè. 10 giờ sáng hả anh? Ờ đúng rồi. Mấy bữa anh với bạn tính qua đây uống cà phê nè, 10, 11 giờ bữa qua đây thấy xe để trong này nè. Chưa có bán. Nhiều khi bữa đó hết sớm anh. À hết sớm luôn hả? Ở đây hay có nhiều loại rau quá. Đây có mình em bán hay có ai hay ca chị không? Đó anh. Ở đây là em vừa bán cà phê vừa bánh mì luôn hả? Em á, bán giao quán á. Dạ. Rồi bỏ vô nước ha. Làm cũng kỹ ghê chứ. Bỏ vô cái túi này luôn hả? Cái túi bỏ vô thì cũng sành điệu quá ha. Đợi tí nha. Ừ, tại vì anh là cho giòn chút. Này cũng bán cà phê vậy ta.
Ở đây quán có phòng lạnh không à? Hay chỉ có máy nóng thôi? Chỉ có như đó thôi. À, như đây thôi. Cái gì là có đó. Dạ. Có 15 anh. Có 15 ngàn hả? À rồi. Phải cứ đã đi anh trả tiền. Rồi, đây có hồ cá đó hả? Bên kia cũng kêu máy kêu ổ luôn hả?